Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ok, hello và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Và ngày hôm nay thì các bạn sẽ đến với một trận đấu đua team 2 đấy của mình với lại hơn nữa anh em ơi. What the hell? À đủ, mình sẽ chạy qua phía này cái đã mọi người ơi. Ok, mình nhớ là có một đứa ở ngay phía này cơ mà. À đây à? Úi trời ơi em ơi. Như vậy thì khá là dễ, Kẹo đã có cho mình được một mạng đầu tiên nha mọi người. Và cái combo súng hiện tại mà Kẹo đang trang bị đó là Goza cộng với MP5 nhá. Đây thì ngày hôm nay hiện tại thì Kẹo đang chơi cái nhân vật đó là Laura. Và Huy Nhân Lớp thì cũng chơi nhân vật Laura luôn nha mọi người. Ok, để xem là liệu rằng với team 2 người đều sử dụng cái nhân vật Laura thì anh em kiếm cấp 1 có dễ dàng không ạ? Rồi nha các bạn ơi, đây Kẹo vừa đổi qua được khẩu súng đó là tiểu liên MP40 nhá. Let's go và lượn lờ coi anh em ơi. Cơ bản là mới đầu trận mà thôi, nên là chúng ta hãy cứ đi loot xác cái đã nha. Huy Nhi ơi, lên xe bạn ơi. Ok, và hiện tại ở trong cái ván đấu này còn lại đó là bao nhiêu đây anh em? Còn lại là 30 người chơi nữa mà thôi, đã trừ đi 2 vị trí của tôi với lại Huy Nhi nha các bạn. Let's go. Tất nhiên là anh em sẽ cùng Kẹo chạy đi săn mạng nào. Lượn lờ lên trên cái phía này coi nào các bạn ơi. Trên này hiện tại thì Kẹo chưa thấy ai cả, nhưng mà Kẹo tin chắc rằng là đây rồi, đã có người rồi nha các bạn ơi. Wow, nó đâu vậy hả? Ở đây à? Hai đứa cả. Úi dồi ôi, tông cả hai luôn. Và như vậy thì Kẹo đã có cho mình được mạng thứ ba rồi nha anh em. Anh em thấy là trong cái trận đấu này thì chơi game nó có vẻ như là easy quá nhỉ các bạn. Uầy, có cả giảm thanh luôn này. Ok, và ngày hôm nay thì Kẹo sẽ cho mình giảm thanh luôn nhé. Đây, chúng ta sẽ lại tiếp tục đi săn mạng luôn nha. Cơ bản là mọi khi đấy là khi nào mà đồng đội đai thì tôi mới trang bị nòng giảm thanh để ăn được nhiều kill hơn. Nhưng mà thôi anh em ơi, hôm nay là chơi đoàn kết với team. Và đây mình đang chạy lượn lờ xuống cái khu vực phía dưới coi. Wow, hiện tại đang rất là vắng nhá. Huy Nhi ơi, ông thấy người hả? Tự nhiên Huy Nhi nhảy xuống là mình cảm giác nghi nghi và đậu xanh. Như vậy là Huy Nhi đã có cho mình được thêm một mạng nữa. Bạn ơi, tại sao bạn làm như vậy? Tại sao bạn lại cứ im ỉm ăn mạng như vậy? Rồi đến lúc bạn đai thì làm sao hả? Thôi kệ anh em ơi, nhanh nào ơi. Đây tôi với ông ra xe, chúng ta sẽ lại tiếp tục đi săn mạng mà thôi. Không săn mạng nhanh là chẳng còn mạng để mà săn nữa bây giờ. Nhanh, nhanh bạn ơi. Lại còn ngay cạnh VDG cơ mà. Nên là lên xe nhanh nào bạn ăn. Cứ để mình dục mãi từ nãy đến giờ. Ok anh em. Và anh em thấy là cái số lượng người ở trong cái ván đấu này các bạn ấy giảm đi vô cùng là đáng kể luôn. Đâm ra là hiện tại chỉ còn lại có 2-3 người chơi nữa. Uầy, tôi thật sự là cũng không hiểu tại sao mà các bạn ấy kill nhau nhanh như vậy. Trên này thì nó lại vắng quá cơ anh em ơi. Không hiểu sao thì ngày hôm nay Kẹo thì có cảm giác là nó vắng vãi trưởng luôn này. Cùng lận lờ và tất nhiên là chúng ta sẽ cùng kiếm thêm mạng mà thôi. Bây giờ đâm ra lại nghèo quá cơ anh em. 3 kill này, 3 kill thì cực kỳ là nghèo mạng rồi. Có lẽ là mình sẽ qua những cái hòn đảo bên cạnh coi. Bên cạnh đảo chính này, khả năng cao anh em sẽ kiếm được thêm nhiều thanh niên nữa. Ồ, đứa nào đang chạy đây em ơi? Úi dồi ôi đây hả? Ê bạn ơi, bạn đang làm gì vậy? Ui, chạy hả bạn ơi? Đừng có chạy bạn ơi, đừng có chạy nhá. Và đậu xanh thằng này, mày cứu bạn anh nhở? Đây bạn ơi, đây bạn ơi, mình cứu ngay này. Trời ơi, đáng thương chưa này. Ok ok các bạn ơi. Rồi nhá. Đây và Kẹo sẽ cuốn đầy máu luôn nha mọi người. Ok, quá là ổn luôn này. Đây anh em và Kẹo vừa lượm thêm được một túi máu nữa. Thế là bây giờ hiện tại thì Kẹo đã có cho mình đó là 5 từ máu rồi nha anh em. Tranh thủ thì mình sẽ loot đồ nữa, nhưng mà hiện tại thì đã full luôn cả cái 33 rồi. Các bạn là Kẹo loot đồ với tốc độ khủng khiếp quá cơ. Thế là bây giờ là full tận 98% alo này. Ôi Huy Nhi ơi, tại sao bạn lại gài mình như vậy? Đâm ra là bây giờ nổ xe rồi này. Thật sự là mình cũng chịu thua Huy Nhi luôn anh em ơi. Mình còn chưa loot đồ xong nữa, thật ra là mình đang lùi xe lại. Tự nhiên Huy Nhi nó gài mình, thế là xong. Nổ mất tiêu con xe. Vậy là bây giờ thì team của Kẹo hai đứa lại phải đi bộ này. Có xe tự nhiên phá mất cơ.
Thế là bây giờ đi bộ này đáng lòng chưa anh em ơi, đáng lòng quá nhỉ. Ui trời ơi, các bạn cứu nhau nhanh vậy. Ở thế hiện tại còn lại có 18 đứa nữa này. Nhanh 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 các bạn ơi, không mà nhanh là hết mạng bây giờ. Lên phía trên này và kẹo sẽ đi theo Huân Nhi nha mọi người. Hello các bạn ở đâu rồi? Đây hiện tại kẹo có thấy được vị trí của các bạn đâu. What the hell, chán ghê cơ anh em ơi. Có lẽ là mình sẽ ăn tạm một cái nấm hai củ coi, để cho nó tăng thêm cái vạch EP. Bởi vì là mình thấy là EP cũng khá cần thiết nhá. Đơn giản là dạo này thì mình không có add tính năng của nhân vật, đó là nhân vật Migo này. Hiện tại thì mình đang chơi nhân vật Laura này, có add thêm tính năng của Kelly cũng như là tính năng xuyên giáp của nhân vật mới đó là Hayato nữa anh em ơi. Chứ còn là tôi có add tính năng của nhân vật Migo đâu. Ngày trước thì kẹo rất là hay add cái tính năng của nhân vật Migo, nhưng mà bây giờ hiện tại thì mình chỉ add tính năng của nhân vật Hayato mà thôi. Đấy, với lại add thêm tính năng của nhân vật Kelly nữa thì chơi rất là đã tay nha anh em. Lỡ lờ qua cái phía này thử coi nào. Trời ơi, toàn là mấy cái khu nó khá là trống thôi anh em ơi. Có con xe 3 chỗ này nhưng mà kẹo lại không dám chạy. Bởi vì anh em mà chạy cái con xe lam 3 chỗ đấy ấy, thì công nhận là kẻ địch nó sấy cho quên lối về luôn các bạn ơi, let's go. Các bạn sẽ cùng tiếp tục cùng kẹo đi xem mạng nào anh em ơi. Lên nào anh em. Ok, kẹo mới có được 5 kill thôi à, chán quá mọi người ơi. Nhanh nào, và mình sẽ chạy lên trên, phát hiện ra là ở phía trên cũng chưa có ai cả này. Không hiểu sao nhưng mà ngày hôm nay thì cái việc kiếm người nó lại khó khăn như vậy các bạn ơi. Lâu lâu thì kẹo lại gặp một cái trận như vậy anh em ơi. Đâm ra là chạy cả map thì cũng chẳng thấy ai luôn các bạn ơi, let's go. Đây, chạy qua phía này Huân Nhi ơi. Ông chạy qua đấy hả? Ok, đây tôi chạy theo ông ngay này. Nói chung là tôi đi sau để cover cho ông rồi nhá, chứ tôi ngại gì đấy. Let's go nào các bạn ơi. Ồ, Huân Nhi chạy lên phía đồi này. Ok, như vậy thì kẹo cũng sẽ chạy lên phía đồi luôn nhá anh em ơi. Bởi vì là lên đồi thì các bạn sẽ có được một cái vị trí quan sát tốt hơn, nên là kêu mạ là cũng dễ dàng hơn mà thôi. Huân Nhi ơi, ở dưới có cái gì vậy ông ơi? À, tôi nhìn ở trên này thì ra là hai con xe máy này. Tôi cứ tưởng là có người ngồi ở trên cơ. Huân Nhi ơi, đua xe không bạn ơi? Ở trên này là có hai con xe máy này bạn ơi, đây. Đua xe nhanh nào bạn ơi. Hay Huân Nhi, nhanh lên xe tôi với ông đua xe này. Ok ok, let's go nào các bạn ơi, đua xe luôn nhỉ. Ui ui, chấp ông chạy trước luôn nha, nhưng mà ông không chạy trước thì thôi vậy. Bây giờ là let's go thôi nha em ơi. Và team của mình sẽ vào tạm trong cái UAV cái đã. Có ai đâu anh em. Trong khi đấy thì số lượng người chơi còn lại trong trận đấu thì ngày càng giảm đi đáng kể và đậu xanh. À, có một cái con xe hai chỗ ở đây này. Em ơi, đứng lại nhá. Chặn đầu xe đó. Đứng lại em ơi. Đúng rồi, xuống xe này em này. À, kia nó chạy mất tiêu rồi. What the hell, thấy bạn bị nốc nên là lên xe bỏ chạy luôn cả. Không biết là ông kia chơi team kiểu gì vậy đây. À, kẹo chạy xe máy lên để đuổi theo nó luôn nhá. À, không có anh em ơi. Thằng kia kiểu như là nó chạy mất tiêu rồi. Nó chạy con xe màu đen Lamborghini hai chỗ cơ mà. Đâu có phải là con xe mui trần này. What the hell. Thấy bạn bị nốc cái là chạy mất tiêu. Chán nản thanh niên này quá cơ anh em ơi. Ok, như vậy là mình vừa trang bị được một cái ống ngắm nhiệt vào khẩu súng Oza. Bây giờ chắc chắn là sấy căng đét rồi anh em ơi. À, nhanh chóng thì mình sẽ xuống lượm xác cái đã nào. Ui, còn lại có 8 người chơi nữa thôi à. Úi dồi ôi, tại sao mà còn lại ít người chơi vậy anh em ơi. Trong khi đấy thì hiện tại kẹo mới chỉ có được 5 kill thôi xong. Trận này là khả năng cao là mình ít kill rồi các bạn ơi. Đây, và hiện tại thì kẹo đang để trong ba lô, đó là một cái nòng súng Lever 3 nhá. Nếu như mà cần thì kẹo sẽ trang bị vào luôn nhá. Lên trên này và vẫn đang rất là vắng này. Thật sự là kẹo không có hiểu tại sao luôn à. À, chắc là có lẽ là bo đang còn hơi to một xíu này, nên là anh em sẽ phải chờ đợi cái vòng bo nó thu nhỏ lại đi một xíu này. Đấy, thì tất nhiên là anh em lúc này sẽ kiếm người một cách nó dễ dàng hơn rất nhiều. Huân Nhi ơi, bạn chạy đi lượm thính hả? Nhưng mà mình có xe máy cơ mà. Xem là ai lượm thính trước được nha. Chắc chắn là mình rồi. Ok đây, qua luôn chỗ thính nha các bạn ơi. Huân Nhi ơi, chạy bộ thì bao giờ mới đến hả? Ok ok các bạn ơi, đây, thử xem là thính này chúng ta sẽ có gì nha các bạn ơi. Đây đây, vòng lại. Chạy hơi quá rồi, sorry mọi người.
cơ bản là không có người cơ. Nên là thôi, thật ra thì kẹo cũng đã có cho mình khẩu súng ô ra rồi nha em ơi. Nên là kẹo cũng chẳng cần thính để làm gì cả. Đấy. Uầy, để coi. Còn lại có 8 thằng nữa nhưng mà lượn lờ nãy giờ có thấy ai đâu. Thôi kệ anh em ơi, lên xe máy và chúng ta sẽ cùng đi sân mạng nào anh em ơi. Let's go. À, phía dưới có người nữa hả? À, đủ đi hả? Úi dồi ôi, làm gì vậy hả? Làm gì vậy hả em ơi? Ok. Như vậy là trong cái tình huống này thì Huân Nhi đã có cho mình thêm được một kill nữa. Và sĩ kẹo cũng như vậy đây. Chạy xuống và chúng ta sẽ lượm săn thôi. Chứ còn là để xác nó ở đây để làm cái gì hả các bạn ơi? Ok, ui, có thêm bom keo này ngon chưa anh em ơi? Ok, vậy là hiện tại thì để xem nào các bạn ơi, kẹo đang có đó là 7 cái quả bom keo nhé, cũng khá là hay đấy. Những cái trang bị thừa thì lập tức là kẹo sẽ vứt luôn đi để cho nó rộng chỗ của ba lô nha. Nói thế thôi chứ anh em ơi, bây giờ là ba lô của kẹo là full 100% rồi, thì còn loot thêm được cái gì nữa hả anh em? Đây, bo đang dần thu nhỏ hơn nữa, cơ bản là mình sẽ phải đi kiếm người cơ. Có lẽ 6 đứa thôi các bạn ơi. Let's go. Chúng ta sẽ từ từ vào đi kiếm mạng này. Cố gắng làm sao để kill nốt mấy thanh niên cuối cùng này thì team của mình sẽ giành được top 1 rồi nhá. Đây đây, còn lại có 5 đứa các bạn ơi, trong khi team mình thì còn 2 cơ. Wow. Chạy lượn lờ quanh khu này thử coi. Anh em thấy chưa, hiện tại thì vòng bo điện đang thu lại nhá. Và vòng bo tiếp theo sẽ thu tại đây. Bây giờ kẹo hãy cứ lượn lờ xung quanh khu này cũng được. Đấy, quan trọng là kiếm mạng nào anh em. Không thấy ai cả, cái đậu xanh. Uầy, kẹo nghe được tiếng súng ở đâu đó. À, ở bên này các bạn ơi, chạy qua lần nào, góp vui lần nào anh em ơi. Uầy, còn lại có 4 người chưa đã mắt thôi. Như vậy là cơ hội chiến thắng của team kẹo đã lên đến đó là 33,33333% rồi các bạn ơi. Wow, người đâu? Người đâu rồi vậy hả? À đủ, úi dồi ôi, Huân Nhi ơi, nhanh tay quá nhỉ. Như vậy là Huân Nhi đã có cho mình được mạng thứ... Uầy, mình chả biết là Huân Nhi có cho mình được mạng thứ bao nhiêu nữa. Nhưng mà Huân Nhi kiểu này là bị gục rồi nha em ơi. Ok, vậy thì kẹo sẽ chạy vào bo trước nhá. Úi dồi ôi, Huân Nhi ơi, tham mạng và cái kết đắng lòng chưa bạn ơi. Còn lại có 2 đứa mà tôi phát hiện ra, hình như là có 2 đứa sau lưng tôi này. Đấy, là chúng nó ở ngay cái phía hướng 3-30 nhá. Còn kẹo thì hình như là sẽ phải canh thêm phía ở sau lưng nữa nha mọi người. Ok, mọi thứ đang rất là căng thẳng nha anh em. Thôi thì bây giờ kẹo sẽ cố gắng kiếm top 1 chứ còn biết làm sao nữa hả các bạn. Đây, mình đang cố gắng chạy ra trên đồi này để quan sát được vị trí của kẻ địch tốt hơn. Nhưng mà bây giờ là không có thể nói này. Bom keo có 8 quả nên là không ngại gì đâu nha. Chúng nó mà xấy mình là mình dựng luôn bom keo lên phòng thủ chứ mình ngại gì chúng nó hả anh em. Wow, để coi. Vắng quá cơ anh em ơi. Kiểu này là kẹo chịu rồi. À đây. Úi dồi, mày chạy vay nhỉ. Úi dồi, mày chạy vay nhỉ. Công nhận là chú dựng bom keo nhanh đấy, không là anh xấy cho SML thì thôi xong. Mình nhớ là còn thằng bạn nó nữa này, nên là anh em sẽ ngồi tại đây nha. À đây rồi, đây rồi em ơi, mày chạy à, mày chạy à. Hai đứa cùng núp sau một cái tường băng nhá. Ok ok, đây anh đây. Xem là cái chú ngồi đấy được bao nhiêu lâu nữa nha. Uầy, nhưng mà còn tận là, à đâu, còn 2 thằng này với lại thêm 1 thằng nữa anh em ơi. Xíu nữa thì kẹo nhầm, sorry anh em. Ok ok, bình tĩnh nào. Bây giờ cuộc chiến bao cuối đó là 1v1v2 nha anh em. Anh em thì căng chưa? Uầy, có phóng lựu câu qua đây cả, sợ quá nhỉ anh em ơi. Kiểu này thì kẹo lại sợ cái bọn hướng 255 quá cơ anh em. Còn lại tổng khoảng là hơn 30 giây nữa thì vòng bao điện sẽ thu lại nha. Ok, úi dồi ôi, mày chạy vào nhà. Anh lại sới cho cô chú sấp mặt bây giờ. Đây anh sới mấy đứa xanh mộ rồi nhé. Úi dồi ôi, chạy nữa đi em ơi. Không chạy nữa được hả? À, hai đứa vẫn đang ngồi xong bong keo nha anh em. Ok ok, đây, mình cầm bong keo này đấy. Vừa chạy vừa dựng này, xem là có mà bắn kẹo bằng niềm tin và hy vọng hả? Ok. Uầy, ở chỗ cầu có thêm một đứa nữa thì phải nha em ơi. Căng quá ta. Đây, bây giờ thì kẹo đã trang bị nòng súng 3 vào khẩu súng ô ra rồi nha em ơi, để tăng sát thương cho súng nhá. Chứ còn là cái việc lộ vị trí đến bây giờ thì không còn quan trọng nữa gì nha. À, nó vẫn đang ở đấy cây mình này. Ok, tiếp tục dựng bom keo nha anh em ơi. Đây, hình như là chỉ còn lại 2 thằng phía này thôi các bạn ơi. Có thằng phía cầu đã bị đai rồi thì phải. Uầy, căng quá nhỉ. Uầy, đúng rồi nha em ơi, 2 thằng ở phía bên cạnh mình này. Gắt vậy ai chơi. Uầy, các bạn ơi, bắn gắt vậy. Uầy, phóng lựu các kiểu này.
Úi dồi ôi, mày chơi nhà. Ui, phóng liệu nữa cả. Phóng liệu nữa cả. Ui, phóng liệu này em ơi. Và yes, như vậy kẹo đã có được top 1 ở trong cái ván đấu này rồi nha anh em ơi. Gánh team top 1 với nhân vật đó là nhân vật Laura. Ok, 8 kill. Yes, tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.